bạn, tôi là Trần Quang Thị. Hiện nay tôi đang là tác giả của bộ sách Kết nối đúng người và thay đổi vận mệnh. Vâng, có phải bạn đang quan tâm làm thế nào để kết nối đến những người thành công đỉnh cao, để chúng ta có thể tìm thấy những người thầy, những vị cố vấn hướng dẫn bạn trên suốt chặng đường khởi nghiệp? Làm thế nào để bạn có thể kết nối và xây dựng mối quan hệ đến với các cái chính trị gia, những quan chức chính quyền để giúp cho bạn có thể có người trợ lực tư vấn về chính sách, pháp luật và tất cả những vấn đề khác cho bạn? Làm thế nào để bạn có thể kết nối đến các nhà đầu tư, quỹ đầu tư uy tín để gia tăng sức mạnh về tài chính cho bạn? Làm thế nào để bạn có thể xây dựng mối quan hệ và hợp tác với tất cả các cái đối tác chiến lược để bạn có thể có một cái liên minh hợp tác đầy sức mạnh? Làm thế nào để bạn có thể kết nối và hợp tác với những nghệ sĩ showbiz hàng đầu để giúp cho thương hiệu của bạn có thể lan tỏa đến đông đảo người tiêu dùng? Khóa học này được xây dựng là để giúp bạn sở hữu 5 tuyệt chiêu kết nối. Bạn sẽ làm chủ 7 chiến lược kết nối siêu lợi nhuận, và đồng thời bạn sẽ lĩnh hội 10 bí quyết giao tiếp chinh phục lòng người. Ngoài ra, bạn sẽ được thành ông chủ sở hữu 3 chìa khóa vàng: quan hệ rộng, quan hệ sâu, quan hệ lâu. Chúc bạn thành công và hãy nhớ đăng ký ngay và luôn bạn nhé.